Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Nay tôi đang đứng ở đây là địa phận xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì giới thiệu quý vị, đây là một khu dân cư. Chỗ mà tôi đang đứng đây thì nó giáp với lại đường ven biển luôn. Đấy, có xe đường ven biển nó đi ngang qua. Đấy, đường ven biển nó ngay đây này. Đấy, từ đây ra đường ven biển nó chỉ khoảng mấy chục mét thôi, 100 mét. Đấy, đằng sau đây là đường ven biển rồi này. Còn đâu mình sẽ đi ra đường ven biển thì đi đường này. Ra đây, quẹo đây. Đấy là đến là khoảng mấy chục mét. Dạ. À, đây mà cách biển thì khoảng cây số đổ lại thôi. Đấy, khoảng 900 mét. Thì giới thiệu quý vị một lô đất ở khu dân cư hay nhà ở đây. Ai thích về biển, gần biển thì lô này là quá hợp lý. Đi thể dục thể thao ra biển thì rất là gần. Thì lô này có diện tích là 600 m², chiều ngang là 15, sâu 40. Giá đang chào bán là 3,4 tỷ quý vị nhé. 3,4 tỷ. Rất là gần. Cách vài bước chân là đến đến đường ven biển rồi. Và ngay gần cái chỗ cổng chào xã Lộc An đó. Thì quý vị nào quan tâm ở đây thì alo cho tôi nhé. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau. Đất ở đây thì người ta chưa lên thổ cư, nhưng mà lên thổ cư được. Đấy, hiện trạng vẫn là đất nông nghiệp thôi. Bởi vì cả khu này nó đều chưa có thổ cư. Đấy, nhưng mà dù xây nhà các thứ đầy luôn á. Khu dân cư mà. Rồi, xin hẹn gặp lại.